anh em nha. Đây em có mấy cái đây trâu này khủng luôn, nói chung là rất là lâu rồi. Cái lá thì chắc cũng 6 phần là mùi tốt này, lâu lắm rồi. Em mua về thì nó được, nói chung em mua về được gần 8-9 tháng gì đó thì ra được mấy lá nè. Bây giờ cái chậu này nó cũ quá, nó bể hết rồi, giờ em sẽ thay nó vô một cái chậu mới, cái một cái trụ mới nữa. Tí nữa em thay xong em cho mọi người xem ha. Cái chậu này em đập ra nó rễ nó quá trời trong kia, nó lên, nó ăn lên trên ngoài hết, nó không có phát triển mấy cái rễ trong nữa. Đó. Cây này mọi người nó quá lớn này, mọi người thấy nó quá lớn luôn. Đó. Bây giờ em tháo ra, em bỏ ra, em thay cái chậu mà cũng vất vả, đập hết rồi mà rễ quá trời quá đất luôn. À, dạ rồi, em xong rồi. Thì cái trụ này là trụ lũa, cái bát là bát gân bầu mọi người, thì 5 bát, nhưng mà mấy anh gửi vô, cái anh bán anh gửi thiếu 1 bát, thiếu bát chỗ này, số bà này thì em sẽ ghép sau. Mà em đã đưa được cái cây, hai cây hợp điểm lớn nhất của em lên rồi, đó là em này. Đó, thì em lấy ra thì cái bộ rễ dữ dằn, rễ này chắc không có ra rễ non ở phía trong á, chỉ ở ngoài thôi đó, cho nên là em sợ nó mùa mưa này nó chết. Đúng, thì em lấy ra thì mọi người thấy em quay rất là xa, nhưng mà to, cái lá gì mà nó to dễ sợ. Vừa rồi ra bông đó mọi người, cũng rất là đẹp, ra rất là nhiều ngọn. Mai bắt đầu em làm vệ sinh lá rồi cho nó sạch sẽ, rất là bức. Cái này nữa mọi người, rất là to khủng. Em ghép thêm hai em nhỏ nhỏ vào, em kia cũng to nữa chứ mà nhỏ hơn so với em này, được 4 em rồi. Còn em nữa thì em chờ cái bát về em ghép luôn. Nếu cái bát này ghép cho một cái bát này nữa là rất là đẹp, mà em không có sợ nước, cái chính này không sợ nước cái mùa mưa. Không sợ. Vừa rồi mùa mưa vừa rồi đó là nó cũng bị hư này, nó đốm này. Mùa này em rút kinh nghiệm, mọi người thấy nhìn tổng thể mọi người nhìn cũng đẹp. Cái này mà em nuôi cho nó ngon lành, xong rồi em để vô cái chỗ mát, Tết rồi ra hoa rồi em chờ. Bình thường uống nước trà rồi chơi chứ cũng được mọi người. Cái lá cũng đẹp nữa, thế rồi thế cũng đẹp nữa mọi người. Đó. Thì cái nó cũng hơi nhỏ nhưng mà ok, đối với em vậy là được rồi. Rồi em xin chào và xin cảm ơn anh em ha. Hôm nay với mục đích clip là đập cái chậu đất lâu rồi, ghép lên cái bát gỗ gân bầu để cho nó tránh mùa mưa, tránh nước bớt và nó đẹp hơn. Xin chia sẻ với anh em ha. Xin cảm ơn anh em.